Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry, The Survival Tabs, nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho mọi tình huống. Nhà hàng Starfish, hương vị đậm đà, ăn rồi khó quên. The Jungle Resort and Casino, EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới. 1-800-918-3017. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693. Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lưu Điện Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần thời sự quốc tế với Hoàng Trọng Thụy. Ngày hôm nay thì những trách nhiệm đang đổ lên đầu nước Nga liên quan đến chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Mã Lai chở theo rất nhiều người Hà Lan đã bị bắn hạ ngay trên bầu trời của Ukraine. Mà những nguồn tin trước đó quý vị đã nghe từ hồi năm ngoái cho đến giờ phút này, bởi vì cuộc điều tra có người nói rằng là do quân Ukraine bắn, máy bay Ukraine bắn, có người nói là do loại hỏa tiễn MiG của Nga bắn lên. Trong các cuộc điều tra mới nhất giờ đây thì chính phủ Hà Lan đã chính thức đệ đơn kiện lên phe phiến quân Ukraine. Và người lãnh đạo lúc mà quả hỏa tuyến bắn lên trúng máy bay MH17 đó là ông Igor Gikin. Ông Gikin này vào thời gian đó đang nắm quyền quân đội ly khai của Ukraine. Vâng, ông là người Ukraine, người đã tuyên bố là không thích Ukraine ở lại trong khối châu Âu mà phải quay sang phía Nga. Chính vì thế, ông hướng dẫn một lực lượng quân sự, và lúc đó, cũng theo cuộc điều tra, ông đã nghe theo lệnh của Kremlin từ Moscow cho phép bắn bất cứ một chiếc máy bay nào bay vào không phận đang xảy ra cuộc chiến giữa phe ly khai và phe quân đội Ukraine. Hậu quả, vào lúc xảy ra chiến tranh, chiếc máy bay vẫn theo con đường bình thường, không nghĩ rằng có thể xảy ra bất cứ một tai nạn nào. Và quý vị đang nhìn thấy bản đồ. Trên đường đi, thưa quý vị, vẫn bay ngang không phận của Ukraine. Hậu quả là đã bị bắn hạ. Ngày hôm nay, tòa án của Hà Lan đệ đơn kiện 900 triệu Mỹ Kim nhắm vào phe ly khai khi chiếc máy bay 777 bị bắn hạ, 298 người thiệt mạng, và trong số này đa số là người Hà Lan. Thế nhưng cho đến giờ phút này thì phát ngôn viên của ông Igor Gikin cũng như phát ngôn viên của Điện Kremlin Nga tuyên bố họ không chịu trách nhiệm bất cứ về những cáo buộc này. Họ nói rằng cáo buộc vô căn cứ. Và thứ nhì, họ nói rằng phe ly khai đã từng đưa ra khuyến cáo về không phận cho bất cứ máy bay nào. Họ đã từng khuyến cáo rằng bất cứ máy bay nào bay vào không phận, dù là dân sự hay là quân sự, đều sẽ bị bắn hạ. Thì họ nói rằng họ đã đưa ra những cái khuyến cáo như thế rồi, mà máy bay vẫn bay vào. Điều đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Mà đã gọi là tai nạn đáng tiếc rồi, thì không thể cáo buộc trách nhiệm vào nước Nga ngày hôm nay. Hiện nay thì liệu rằng Tòa án Quốc tế The Hague có thụ lý hồ sơ từ phía Hà Lan đưa ra hay không? Và khi như thế thì có chịu trách nhiệm về phía Nga hay không? Đây là hình ảnh của ông Igor Gikin, thưa quý vị. Vâng, thủ lãnh của phe ly khai thân Nga. Hôm nay thì phát ngôn viên tuyên bố từ bỏ tất cả các trách nhiệm. Trong khi đó, những người chung quanh cái ngôi làng mà nơi phía đông của Ukraine, nơi xảy ra tai nạn máy bay đó, họ đã tập trung về đây. Hoa, rồi những cái món đồ chơi chẳng hạn như thú nhồi bông đã được đặt lên các ngôi mộ được xem là biểu tượng của hàng trăm người thiệt mạng, gần 300 người thiệt mạng, thưa quý vị.
Và cứ mỗi hàng năm vào ngày 17 tháng 7 từ năm ngoái, 17 tháng 7 2014 là ngày chiếc máy bay này rơi. Như vậy là, thưa quý vị, sắp một ngày nữa là tới ngày kỷ niệm một năm. Mà thân nhân của những người Hà Lan, những người Mã Lai, Trung Quốc vân vân, người Anh, rất nhiều các quốc tịch xuất hiện trên máy bay này. Giờ đây họ chỉ muốn có một câu trả lời đích xác, ai là người chịu trách nhiệm cho thân nhân của họ thiệt mạng một cách vô căn cứ. Và đây là hình ảnh của một chàng trai rất đẹp trai và không ai nghĩ được, thưa quý vị, Bruce Jenner. Vận động viên Thế vận hội đoạt huy chương vàng Thế vận hội và đã từng xuất hiện trên tạp chí Playgirl. Wow, tạp chí dành cho những người phụ nữ thích hình ảnh đàn ông đẹp trai. Thế nhưng ngày hôm nay, thưa quý vị, đây là hình ảnh của Bruce Jenner. Wow. Đằng phía sau một người thân hình lực lưỡng đẹp trai như vậy là một tâm hồn rất lãng mạn, thơ mộng và yếu đuối của một nàng con gái. Và Bruce Jenner bây giờ đã đổi tên, đổi giống và yêu cầu thế giới hãy gọi nàng là Call Me Caitlyn. Thưa quý vị, điểm đặc biệt vì cái sự tranh đấu cá nhân đồng thời là việc mà ông hay cô đã cố gắng trong thời gian qua, trong suốt mấy chục năm trời che giấu. Nhưng mà quý vị thấy đó, trong năm nay quyết định không, tôi sẽ không che giấu nữa, tôi sẽ quyết định xuất hiện. Và Bruce Jenner bây giờ phải gọi là Caitlyn, đã được tặng thưởng giải ESPY Award, The World Greatest Athlete, thể tháo gia số 1 thế giới. Wow, cái dáng cũng đẹp ghê, quý vị thấy không? Đấy, rồi nếu mà nói theo cái ngôn ngữ tiếng Việt mình đó, điện nước đầy đủ, vâng. Dáng vẻ của Caitlyn cao. Vâng, sau khi nhận giải, bà, cô, chứ không phải là ông nữa, thưa quý vị. Năm nay 65 tuổi rồi, tuyên bố cảm ơn tất cả mọi người và nói rằng rất là khó khăn để mà xuất hiện ra ngoài công chúng như thế này. Nhưng mà bà muốn làm một tấm gương cho tất cả những người đàn ông mà đằng sau họ là một người phụ nữ. Thì đây là cơ hội để có thể xuất hiện, thưa quý vị. ESPY giải thưởng ở tại Los Angeles. Tiếp tục với bản tin thế giới ngày hôm nay, thưa quý vị. Cuba đang thiết lập tòa đại sứ ở thủ đô Havana, là tòa đại sứ Hoa Kỳ, rồi ở thủ đô Washington là tòa đại sứ Cuba. Ngày hôm nay, ông Raúl Castro, chủ tịch Cuba, tuyên bố là chúng tôi rất muốn đẩy mạnh tiếp tục các quan hệ về ngoại giao mà đã hơn 50 năm qua không được hình thành. Vâng, trong lời lên tiếng với Quốc hội Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro đã đưa ra chi tiết về tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ông nói rằng, từ ngày 17 tháng 12 năm ngoái là tiến trình đầu tiên để dẫn đến một cái tiến trình lâu dài bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Và ông kêu gọi các thành viên của Quốc hội hãy cố gắng hỗ trợ tiến trình này, bởi vì đây là một sự phát triển rất quan trọng cho Cuba và đồng thời đưa đất nước Cuba ra khỏi những khó khăn về kinh tế tài chính, bởi vì lệnh cấm vận của Hoa Kỳ hơn 50 năm qua. Quý vị thấy đó, Hoa Kỳ mà cấm vận quốc gia nào thì quốc gia đó không có khả năng mượn nợ nè, mua bán nè. Mà một trong những quốc gia cần mua bán nhất là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có 300 triệu dân. Chưa kể là vấn đề kỹ thuật, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới về mọi mặt. Y tế, khoa học, vũ khí và con người. Chính vì thế mà muốn phát triển thực sự
là phải có quan hệ đối tác mậu dịch, chiến lược với Hoa Kỳ. Và đó là cũng là nỗ lực hiện nay của chính phủ Raúl Castro của Cuba. Trong khi đó, thưa quý vị, một trong những điều mà gây khó khăn cho Mexico, đó là Mexico đang muốn bán thật nhiều dầu hỏa ngày hôm nay. Và điểm đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử, dầu hỏa của Mexico được mang ra bán đấu giá. Lý do là giá dầu đã tụt giảm quá nặng nề trong thời gian qua. Và Mexico muốn bảo đảm nguồn dầu hỏa của đất nước sẽ được xuất cảng một cách tốt đẹp. Chính vì thế mà đã đưa ra kế hoạch đấu giá. Nhưng thưa quý vị, rất là buồn là bởi vì quốc gia nào cũng lo ngại là giá dầu sẽ còn tụt giảm nữa. Mà bây giờ đấu giá, lỡ đấu giá thiệt thòi thì sao? Cho nên cuối cùng, cuộc đấu giá đầu tiên dầu hỏa đã diễn ra thất bại nặng nề. Nhiều người nói đó, giá dầu sẽ còn giảm nữa. Cái điều xui cho Mexico lúc này là để đưa ra cái cuộc đấu giá dầu hỏa của mình đó vào cái thời điểm mà thỏa thuận với Iran vừa hình thành. Họ không nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng khi Iran là quốc gia sản xuất dầu hỏa đứng đầu thế giới, nhưng mà không có sản xuất được, không có xuất cảng được dầu trong thời gian qua vì lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Giờ đây, một khi mà lệnh cấm vận được dỡ bỏ và đã chính thức đi vào cái con đường dỡ bỏ rồi đó, thì dầu hỏa của Iran sẽ tràn ngập. Thậm chí người ta dự tính đó, dầu hỏa có thể xuống tới 20 đô la. Không biết xuống tới đó hay không, nhưng mà khi mà xuống tới 20 đô la thì kinh hoàng lắm, thưa quý vị. Đó cũng là lý do mà tại sao Ả Rập Saudi biết được cái chuyện này. Họ rất là khôn khéo. Họ đã thả nổi cái trị giá dầu hỏa của họ và đã khiến dầu từ 100 đô la xuống còn có 50 đô la mà thôi. Chúng tôi tiếp tục với phần tin thế giới sau phần bảo trợ thương mại. Mời quý vị cùng theo dõi.